Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha, Quang Vũ Vlog ha. Thì hôm nay Quang có một cái chủ đề cũng muốn lên clip để cùng chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết thì YouTube là một cái mảnh đất, là một cái môi trường và là một cái nơi không chỉ để những cái người xem không, giống như Quang hay các bạn có thể lên YouTube giải trí. Xem những cái video mình yêu thích hoặc là tìm kiếm những cái thông tin, những cái nội dung, những cái vấn đề gì đó mà mình yêu thích, gọi là giải trí hoặc là tìm kiếm thông tin á. Thì bên cạnh đó cũng là nơi mà chúng ta có thể đăng tải những cái video của mình, và dựa trên những cái nền tảng nội dung đó mà mình sẽ có thể kiếm tiền được từ YouTube, và mình sẽ được chọn làm đối tác của YouTube khi đạt được những cái điều kiện mà YouTube đưa ra. Thì như các bạn cũng đã biết á, thì hiện tại cái gọi là cái nghề gọi là phát triển kiếm tiền qua YouTube không không thực sự còn là quá mới mẻ nữa, thực sự cũng đã rất là nhiều người biết rồi, nhưng mà số người thực sự làm và kiếm tiền với YouTube gọi là kiên nhẫn và lâu dài thì thực sự không có quá nhiều. Có nghĩa là có rất là nhiều người làm YouTube đúng không, nhưng mà cái số người mà làm đến cùng á, mà để có được sự thành công với YouTube, kiếm tiền được hàng tháng, ổn định cái dòng thu nhập hàng tháng á, thì con số đó thực sự không nhiều. Thì trong thời gian vừa qua Quang cũng tìm hiểu thông tin này nọ, thì mỗi ngày làm video rồi đi tương tác với các anh chị em cùng làm chung cái chủ đề vlog với mình, thì Quang có tìm kiếm được một cái thông tin về một cái kênh YouTube của một cái bạn tên là Thiệu Nhất Nguyên. Không biết các bạn và quý anh chị ở đây có nghe hoặc là biết thông tin về cái anh chàng này chưa ha? Anh chàng này Quang biết cũng được một hai năm rồi, một hai năm trước. Cái kênh kênh YouTube của Thiệu Nhất Nguyên, lúc trước là Quang có nghĩa là một hai năm trước Quang biết thông tin của Nguyên, nhưng mà không rõ, có nghĩa là không rõ quá nhiều thông tin về cái cậu cậu này, mới biết được cái thông tin, tìm hiểu nhiều hơn một chút xíu thời gian gần đây thôi. Thì lúc trước Quang nhớ là Thiệu Nhất Nguyên chuyên về chơi game, có nghĩa là review những cái clip chơi game này nọ. Nhưng mà thời gian gần đây thì Quang tìm hiểu thông tin này thấy Thiệu Nhất Nguyên chuyển sang cái mảng làm vlog, gọi là tập trung nhiều hơn. Và bây giờ Quang sẽ mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu xem cậu bé Thiệu Nhất Nguyên gọi là kiếm tiền trên YouTube, cái mức độ ảnh hưởng và kiếm được tiền nhiều như thế nào, và cái mức ảnh hưởng và cái lượng subscribe như thế nào nha. Rồi quay sẽ mời quý vị và các bạn và các anh chị cùng theo dõi trên màn hình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Thiệu Nhất Nguyên là ai ha. Rồi khi các bạn gõ lên Google cái từ Thiệu Nhất Nguyên là ai á, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều bài báo viết về cái anh chàng này. Thì Quang sẽ mở một cái gọi là bài báo mới nhất để mình xem sơ lược qua xem cái cậu bé này như thế nào, là ai và mà đã kiếm được tiền rất là tốt từ YouTube ha. Thiệu Nhất Nguyên năm sinh lớp 12 ở miền vườn miền Tây, đổi đời nhờ có kênh YouTube hơn 1,6 triệu subscribe. Thì lúc trước Quang nhớ Quang có coi một cái clip, và khoảng Quang không nhớ là bao lâu đó. Có nghĩa là không nhớ là mấy năm trước á, có một cái clip mà anh chàng này đi lãnh tiền hả các bạn, đi lãnh tiền 1-2 ngàn đô gì đó ở ngân hàng, mà thời điểm lúc đó như là mới lớp 8, lớp 9 gì đi ra ngân hàng lãnh tiền. Thì chắc chắn nếu mà đi với tư cách một mình của Nguyên á, thì chắc chắn sẽ khó trong cái việc lãnh tiền, tại vì đi ra ngân hàng mà phải, thì lúc đó phải đi cùng với ba ba chở Nguyên đi cùng, để ba có chứng minh nhân dân đó các bạn, ba của Nguyên có chứng minh nhân dân thì gọi là mới xác nhận, mới lãnh tiền người ta mới cho lấy ha. Thì nó qua qua quay lại về năm nay đã học lớp 12 rồi, rất là nhanh. Thì Thiệu Nhất Nguyên hiện tại có một cái kênh YouTube 1,6 triệu subscribe ha, rất là kinh khủng. Có nghĩa là 1,6 triệu là được nút vàng rồi ha. Thì thường đối với có những cái YouTuber gọi là khi mà mình nhìn vô cái lượng subscribe như vậy, mình nghĩ là sẽ có một cái ekip này nọ đằng sau để hỗ trợ làm, để cho nhìn nó chuyên nghiệp này nọ, nhưng mà thực chất chỉ có mình Nguyên hoặc là một người nhà hỗ trợ quay thôi, chứ không có thực sự gọi là ekip gì hùng hậu to lớn hết.
Nói chung làm theo kiểu là bình dân á, làm đơn giản nhất có thể á các bạn. Đó thì thường là Nguyên sẽ làm theo phong cách vlog, và chút xíu Nguyên sẽ mở cái kênh của Thiệu Nhất Nguyên lên cho các bạn cùng xem và cùng tham khảo để học hỏi cậu bé này ha. Thì trong một cái clip mới nhất con mới coi là cậu bé đang có một cái chuyến đi Đà Lạt để tham quan ăn uống rất là vui các bạn. Đó là cái clip mới nhất, cái dài khoảng như 12 13 phút gì đó. Thì trong khoảng hơn một ngày đăng thôi thì cũng hơn 1,7 triệu lượt xem từ cái video đó ha. Rồi đây là cái hình ảnh của kênh của Nguyên nhận được cái nút vàng ha và hai cái nút bạc. Thì hai nút bạc này Quang nghĩ là có lẽ là những cái kênh khác nữa các bạn. Có nghĩa là Thiệu Nhất Nguyên nè. Có thể là này làm kỷ niệm lúc mà được 100 ngày subscribe nè, còn cái này thì Quang nghĩ có lẽ là một cái kênh khác nữa ha. Thì hiện tại Thiệu Nhất Nguyên vẫn còn đi học, nhưng mà trong một cái bài báo này viết thì có một cái gọi là phỏng vấn và tìm hiểu về Nhất Nguyên á, thì cậu bé nói là sẽ xác định chọn cái con đường YouTuber là làm trong tương lai gọi là toàn thời gian á. Thì cậu bé này sinh năm 2001, rất là trẻ, là mới có 18 19 tuổi thôi, lớp 12. Thì cái kênh của Nguyên làm theo phong cách của người miền Tây mà ở quê Đồng Tháp. Nguyên quê Đồng Tháp chút xíu, còn có cái dòng mà nói quê Đồng Tháp nè, làm theo kiểu phong cách nói chuyện bình dân á, bình dị á, nên có lẽ là điều đó đã làm cho người xem cảm thấy yêu thích cái phong cách của cậu bé này. Đó, rất là hay. Đó, đây là những cái video, hình ảnh của một cái video trong kênh của Nguyên nè. Đây có một cái chữ gọi là Nguyên nói với bên phóng viên á là nếu chán mình sẽ dừng lại. Thì Nguyên khi mà nói câu này đây, có lẽ là theo Quang nghĩ là Nguyên đang gọi là xác định cái con đường giúp YouTuber cũng là kiếm tiền, nhưng mà gọi là làm vì đam mê và sở thích nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó là cái đam mê và sở thích này nó không còn thực sự quá nhiều quá lớn như ngày xưa nữa, thì có lẽ Nguyên sẽ dừng lại và tìm một cái công việc, một cái kế hoạch làm ăn khác. Đó rồi, đó là một số hình ảnh của Nguyên ha. Và đây là cái hình ảnh Nguyên chụp với những bạn bè cô với cô giáo trong trường, trong lớp. Đó, đây là cái hình ảnh của Nguyên nè với cái kênh YouTube của mình. Rồi bây giờ quay sang, mời các bạn cùng quay qua xem cái kênh YouTube của Thiệu Nhất Nguyên. Cái kênh đã có cái dấu tích nè, dấu tích chính chủ nè các bạn. À, đã đăng 1,6 triệu subscribe ha. Bây giờ mình sẽ cùng xem là kênh của Nguyên tồn tại bao lâu chưa ha. Bấm vào cái phần ngày thêm cũ nhất để xem cái kênh của Nguyên bao lâu rồi. Là một mới 1 năm trước các bạn. Hôm nay 2019 đúng không? Thì 2018. Khoảng hè năm ngoái, gần hè năm ngoái. Đó, rất là nhiều video theo phong cách vlog nè, rất là hay, các bạn có thể bấm vào xem thử ha. Rồi mình bấm vào cái phần phổ biến nhất để xem cái video nào nhiều view nhất trong kênh của Nguyên, đó là cái video làm thau trà sữa khổng lồ. Rồi có những cái video khác như làm thau đá bào kem sữa khổng lồ. Thì những cái video này đánh vào tâm lý của giới trẻ là hay, gọi là những cái thích ăn những cái này nè, ăn đá bào, ăn kem, ăn mì rồi đó, ăn mì cay rồi đó. Đó thì Quang có nói với cái clip nãy, có nói với các bạn đó là hai cha con đi nhận tiền từ YouTube nè, 8 tháng trước nè, là khoảng mùa thu năm ngoái. Thì Quang có nói với các bạn hai cha con đi nhận tiền á, tại vì một mình Nguyên nhiều khi còn nhỏ quá thì người ta chưa có cho ấy, chưa có cho nhận tiền đó, rất là kinh khủng ha. Và bây giờ mình sẽ xem sơ lược một chút xíu về cái kênh của Nguyên trên cái kênh subscriber, gọi là xem thu nhập và tương tác của những cái kênh YouTube đó nha các bạn. Rồi, cái này mình xem nhanh thôi, tại này các bạn có thể dễ dàng tra tra bất cứ một cái kênh YouTube nào trên cái công cụ này để mình biết được một phần nào đó tương đối về cái thu nhập cũng như cái cách làm việc của cái kênh đó, nội dung là như thế nào, đại loại như vậy, sự tương tác, được view, comment vân vân. Mình bấm vào Thiệu Nhất Nguyên nè, là cái kênh đầu tiên nha. Trước khi con bấm vào con thấy có một cái kênh ở dưới Thiệu Nhất Nguyên TV. 141.474 subscribe, thì có lẽ đây là cái kênh thứ hai
của Thiệu Nhất Nguyên, bên cạnh Thiệu Nhất Nguyên TV thì sẽ có, nói chung là Nguyên sẽ có hai kênh, Thiệu Nhất Nguyên và Thiệu Nhất Nguyên TV. Hồi nãy Quân có coi cho các bạn coi cái tấm hình này nè, cái tấm hình mà có đây nè đó, thì sẽ có ba cái, một cái nút vàng và hai cái nút bạc. Thì Quân nghĩ một cái nút vàng và một cái nút bạc là dành cho cái kênh mà Thiệu Nhất Nguyên đó các bạn. Đó, Thiệu Nhất Nguyên thì đã hơn 1,6 triệu subscribe rồi, thì trải qua 100.000 subscribe với 1 triệu subscribe thì sẽ có được nút vàng và nút bạc đúng không? Còn cái kênh Thiệu Nhất Nguyên TV thì hơn 141.000 subscribe thì sẽ có thêm một cái nút bạc nữa ở đây. Đó là ba cái nút rất là danh giá mà YouTube dành tặng cho Thiệu Nhất Nguyên, để đánh gọi là đánh dấu, gọi là khen thưởng những cái nỗ lực của kênh của Thiệu Nhất Nguyên ha. Rồi mình bấm vào cái kênh đầu thôi, không có nhiều thời gian mà mình để xem cái kênh đầu thôi. Cái kênh của Thiệu Nhất Nguyên gọi là hơn 1,6 triệu subscribe á, thì thu nhập hàng tháng nó sẽ dao động từ 83 ngàn đến 133 ngàn, cho 88 ngàn thôi là cũng một 8 ngàn mà nhân cho đô, mà đô không nhớ bao nhiêu các bạn, đô là cho 20 ngàn để nhân cho nó dễ ha, 8 ngàn đô mà nhân cho 20 ngàn Việt Nam là hơn 160 triệu, gọi là cái con số thấp nhất thôi đó. Đó rất là kinh khủng, lượng subscriber mỗi ngày nè, trong 2 tuần qua này, nó thống kê thường trong vòng 2-3 tuần thôi, subscriber trong vòng 2 tuần qua mỗi ngày đều đặn là từ con thấy là vài ngàn đến gần 10.000 luôn á, 10.000 cũng có ngày 9.000 mấy nè. Thì lượt view mỗi ngày là khoảng có hai chỉ có 2 ngày là 728.000 với 430.000 nè, có thêm những cái ngày 355.000, 51.000. Quan thấy đa số, là trên 1 triệu view mỗi ngày, thu nhập mỗi ngày là trên 200 đô, rất là lớn các bạn. Đối với một cái học sinh, một cái cậu bé mới chỉ 17 18 tuổi còn trên ghế nhà trường mà đã biết cách làm YouTube rồi, sáng tạo ra những cái video nội dung content để làm ra những cái gọi là những cái ý tưởng, những cái câu chuyện, những cái vlog như vậy để có thể ảnh hưởng lan tỏa đến cộng đồng, và bên cạnh đó còn có thể kiếm tiền khủng, thì Quang thấy đó là một cái điều hết sức là nể phục cậu bé này. Đó là điều Quang nghĩ Quang cũng như tất cả các bạn xem đó như là một cái động lực, một cái gọi là gì đó, nó rất là quý để mình có thể nhìn vào đó, mình học hỏi, học tập những cái người thành công, để mình có thể làm hành trang, rút thêm được những cái bài học kinh nghiệm để phát triển tốt hơn cho cái kênh YouTube của mình ha. Rồi thì đến đây Quang sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Và tóm gọn lại cái chủ đề ngày hôm nay Quang muốn nói đến đó là cậu bé YouTuber kiếm tiền khủng tên là Thiệu Nhất Nguyên, quê Đồng Tháp, chỉ mới 17-18 tuổi thôi, nhưng mà hàng tháng có thể kiếm từ 100 đến 160 triệu, một cái con số rất là lớn. Tại vì Quang nghĩ với cái độ tuổi 17-18 tuổi mới chỉ là ngồi trên ghế nhà trường thôi, cho dù sau này bạn ra học đại học đi làm thì chưa chắc làm được cái con số như vậy, có nghĩa là làm ra được cái con làm kiếm tiền mà hàng tháng con số khủng như vậy. Thì YouTube có thể giúp chúng ta làm tạo một cái nền tảng đó để có thể kiếm tiền rất là tốt từ gọi là MMO, và đặt cái nền móng để có thể kết hợp thêm nhiều cái hình thức khác để có thể kiếm tiền gọi là tốt hơn nữa, và nhiều hình thức, nhiều cái gọi là những cái con đường nó phong phú và đa dạng hơn ha. Rất hy vọng các bạn và Quang cũng có thêm những cái niềm tin, động lực để có thể làm tốt hơn nữa cái con đường YouTube mà mình đã chọn ha. Rồi đến đây Quang sẽ kết thúc video nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.